Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AK. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chủ yếu là một số bạn newbie và một số bạn đang chơi game được một khoảng thời gian rồi, cách mình để whitelist như thế nào đầu game để cho nó tối ưu nhất các bạn. Mình vừa có một tem đi map mà mình vừa có 4 tem dùng để đi tháp không sợ thọt và vừa có tem đam bốt nước các bạn. Và đây là một cái whitelist. Ở đây là của ý kiến cá nhân mình nha các bạn. Theo mình đây là ý một cái whitelist tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể dùng tem để đi bot nước, để đi map và để leo tháp hệ luôn các bạn. Và các bạn để whitelist này thì đầu game mình khuyến khích là các bạn lấy Belinda, Lucius, ngựa, hầu và Rowan. Tại sao lại lấy Belinda, Lucius, ngựa, hầu và Rowan các bạn? Cơ bản vì tem này các bạn có thể leo được hầu hết tất cả các tháp vua. Tem ma nữ thì mạnh đó, nhưng mà thật sự tem ma nữ leo tháp rất kén các bạn, rất kén tem đối thủ. Các bạn leo bằng tem Belinda nó dễ leo hơn là so với tem ma nữ. Vì vậy đầu game mình khuyên các bạn lấy Belinda. Và Belinda thì các bạn còn có thể dùng để đánh boss Ken trong boss nước ban hội, và con ngựa bạn dùng để boost đam cho Simira trong boss nước ban hội luôn các bạn. Và hầu với lại Rowan là hai support chính dùng để support cho tất cả các tem leo map cũng như là tem khi các bạn đánh boss nước nha. Còn đối với tem người thú, ở đây mình sẽ lựa chọn Skets, gấu, gà, cú và lại con Dress. Và cái dây đem trong tim này chính là Dress các bạn. Các bạn cứ nuôi Dress là con chính và các bạn lên xích 30 full nội thất cho nó càng nhanh càng tốt, nó sẽ giúp các bạn gánh tem thú. Và ở đây tem thú mình có lồng vào con gấu dùng để kết hợp đi bot nước. Nếu bạn nào không cần thiết gấu để kết hợp đi bot nước thì các bạn có thể bỏ vào con Anoki, con trâu các bạn, con trâu hòa thú để cho team này thêm trâu và câu kéo thời gian cho Dress gây đam. Chủ yếu cơ chế hoạt động của team thú này là gây đam chủ yếu dựa vào Dress các bạn. Và Dress nếu mà các bạn trai tháp vua, tháp hệ bằng Dress thì mình khuyên chân thành là các bạn nên cố gắng trai nhiều, tại vì nội tại của con này là nó sẽ chui vào một khoảng không để cho nó phục hồi năng lượng, phục hồi máu, sẽ lao ra nó chém như một vị thần các bạn, và có thể kéo mình team mình đi tháp hệ rất là tốt. Còn đối với tháp rừng thì đơn giản rồi các bạn, team người rừng thì chủ yếu là các bạn dùng Aeron, Saurus, Lyca, Bippa và Tasi. Lúc trước chưa có Bippa thì mọi người hay dùng cừu Nemo, nhưng hiện tại có Bippa thì Bippa nó trội hơn Nemo nhiều các bạn. Thì team người rừng này các bạn có thể xây vừa đi dùng để đi map mà vừa dùng để đi tháp rất là lực. Rồi còn với team hệ sát ướp thì mình sẽ dùng Diamond, Silas, Guri, Simira và Fira. Ở đây thì mình dùng Diamond là carry đêm chính, còn con Guri là dùng trong bốt nước các bạn. Fira thì các bạn dùng để ngắt đòn đánh tay của đối thủ rất là mạnh. Ngoài ra còn Simira dùng để đi boss nước Nemo. Nếu bạn nào mà có khả năng mượn được Simira thì mình có thể bỏ Simira khỏi team và cho vào con Thoran các bạn. Là team này các bạn vừa có thể đi map mạnh mà vừa có thể đi boss nước mà cũng vừa có thể đi tháp vua cực mạnh luôn. Và một lưu ý nhỏ dành cho các bạn khi các bạn xây dựng whitelist, đó là khi các bạn mà vào giai đoạn giữa game và cuối game thì mục tiêu của các bạn là kiếm thật nhiều tướng A. Tại vì cơ bản lúc này các bạn muốn tăng level thì cần phải có đột phá level pha lê. Và cứ mỗi con tướng A thì pha lê nó sẽ cho bạn thêm 5 cấp tăng level, 5 cấp độ các bạn. Cứ mỗi con tướng lên bậc Avenger thì các bạn sẽ được tăng 5 cấp độ. Đó là lý do tại sao mà mọi người lại đua nhau nâng nhiều vị tướng lên A như vậy, mặc dù nâng A lên không dùng. Và để tối ưu cho việc các bạn nâng những vị tướng lên A thì một là các bạn không nên ưu tiên nâng lên những vị tướng lên tới 5 sao. Khuyên là các bạn không nên ưu tiên nâng lên 5 sao luôn nha các bạn. Mình chỉ nâng lên 5 sao đối với những carry mạnh mà mình cảm thấy thích thì mình sẽ nâng. Còn không thì cái ưu tiên đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta hãy kiếm đủ copy sao cho nâng hết tất cả các vị tướng trong một hệ đó lên A là được các bạn. Ưu tiên của chúng ta sẽ là kiếm copy để nâng lên A cho các vị tướng.
Đó là khi các bạn đã có một vị tướng A nào trong đội hình. Ví dụ các bạn Aaron bạn đã lên A, thằng Lằng các bạn đã lên A, thì các bạn nên bỏ ra khỏi Whitelist để chúng ta chọn những con khác các bạn, để ưu tiên lên những con khác để đủ copy lên A. Và khi các bạn đã đủ những copy lên A rồi thì các bạn hãy quay lại nâng sao lên sau. Hoặc đối với những vị tướng mà cực mạnh và carry trong team, bạn muốn nâng nó full sao thì các bạn hãy cứ lắp vào để nâng lên 5 sao luôn các bạn. Rồi các bạn hãy lấy wishlist đầu tiên của mình, còn wishlist sau này là mình chỉnh theo team của mình rồi các bạn. Đó là mình sẽ ưu tiên những con mà chưa đủ copy lên A, hoặc là ưu tiên những con mạnh để lên 5 sao các bạn. Rồi sau đây thì mình sẽ review team rừng đi tháp hệ nha các bạn, team bip 3, team rừng đi tháp hệ. Rồi đi tháp hệ thì mình sẽ để vô đây, chỉnh lại đây 1200. Lý do mình để 1200 để cho cái nhịp độ nó chậm các bạn. Khi mà các bạn qua tháp rồi thì nó sẽ vẫn auto đi tiếp được. Các bạn để mức này nó cao hơn á thì khi qua map thì nó sẽ không có auto đi tiếp được. Và một lưu ý nhỏ, khi các bạn đi team rừng với bip 3 thì các bạn đừng nên xếp con bip 3 đứng đối diện với con Iron nha các bạn, nó bóp lắm. Ném Iron vào thẳng team địch là coi như xong, không làm ăn được gì đâu các bạn. Và các bạn lưu ý là cái wishlist vừa rồi đó là theo ý kiến cá nhân mình. À, nếu bạn nào có widget hay hơn thì có thể chia sẻ cho nhiều bạn cùng biết. Còn đối với team rừng, khi các bạn leo tháp vuông thì đặc điểm của team rừng nó là ở né các bạn. Nếu mà team rừng mình né không tốt mà bị chết hết thì các bạn phải try lại nhiều lần. Bip 3 ném thẳng sau rút lên trên luôn. Mình sẽ chỉnh tem lại một xíu các bạn.
mình sẽ hy sinh Lyca. Và ngoài lựa chọn VIP 3 thì mình vẫn có thể dùng Nemo hoặc là một vài con tank hoặc là con Solai vô được cũng được, nữa cũng được nha các bạn, Solai. Và VIP 3 để dùng tốt thì tốt nhất là lên Sip 30 các bạn. Sip 30 thì tỷ lệ skill nó sẽ thất bại thấp hơn. Và nó sẽ có khả năng hố sồi cùng lúc hai kẻ địch ha. Rồi ai rồi cũng phải trải qua tầng với ba con Athalia này, thì ba Athalia xiên hai con khá cùng lúc đi các bạn. Xong VIP 3 cộng với Taxi là chồng CC quá trời team địch luôn các bạn, vừa hối xoài vừa lưu ngủ thì team địch nghỉ chơi. Cơ bản với tem rừng cặp kẹp với VIP 3 này thì leo leo tháp là khỏe nhất rồi các bạn. Bạn thấy VIP 3 CC CC con già không làm gì được luôn các bạn xem VIP 3 CC con bắn súng nè, rồi bị Taxi hối xanh, sau đó bị
ru ngủ rồi lại bị host đóng băng rồi chuẩn bị teleport xong bị host soi. Lâu lâu thì biết ba tự hố sồi chính mình các bạn, không sao. Hai cái ru ngủ của taxi. Ok, như vậy là mình vừa leo full 10 tầng với team rừng, đó là Aeron, Rowan, Tasi, Lika và Bipa. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Và nếu thấy hay thì hãy like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.